Chỉ loanh quanh tầm khoảng 30 triệu, nhiều người sẽ lựa chọn một mẫu xe đi tiết kiệm nhiên liệu như là Sirius FE hay là Jupiter thể thao. Nhưng vẫn có nhiều đa số khách hàng vẫn thích thể hiện cá tính bản thân, thích phiêu lưu một tí và đặc biệt là muốn nổi bật giữa đám đông. Thì em chứng minh mới Yamaha BZ1 này sẽ giúp bạn làm được điều đó. Mới ra mắt cách đây không lâu nhưng mẫu xe này đã được sự chú ý rất nhiều từ anh em mê xe và anh em nào mà đam mê phượt thủ. Bằng chứng để chứng minh cho cái việc này là một tuần này rất được nhiều anh em chúng ta cọc xe từ các đại lý Yamaha và Minh Long Moto là một trong những đại lý được anh em tin tưởng và đặt cọc. Và để đáp lại cái lòng tin đó thì Yamaha Minh Long cũng đã cố gắng về để trả cọc cho anh em nào chúng ta cọc trước. Còn anh em nào chúng ta cọc sau thì yên tâm, bên Minh Long Moto vẫn đang cố gắng để đặt từ nhà máy về để trả cọc cho anh em, để cho anh em sở hữu mẫu xe này sớm nhất. Sự xuất hiện của MBZ1 này như thổi một làn gió mới vào thị trường Việt Nam với thiết kế độc lạ như thế này. Nếu lúc trước mà anh em chúng ta tìm những cái thiết kế mẫu xe Underborn mà upgrade như thế này thì mình nghĩ loanh quanh anh em chỉ tìm được chiếc CT125 Honda nhập Thái thôi. Nhưng mà mới mức giá của Honda CT125 á thì nó hơi cao so với lại đa số người dân tại thị trường Việt Nam. Nắm bắt điều đó, Yamaha đã cho ra mắt MBZ1 này với mức giá loanh quanh tầm khoảng 30 triệu là anh em có thể sở hữu được rồi, mà còn được bảo hành tại Việt Nam nữa, thì tại sao không thử đúng không anh em? Nếu anh em bỏ ra loanh quanh 30 triệu thì anh em sẽ sở hữu khối động cơ là 113,7cc, 2 van, 4 kỳ, làm mát bằng gió, sản sinh công suất cực đại tầm khoảng 9 mã lực và mô men xoắn cực đại tầm khoảng 9,5 Nm. Anh em sẽ có phun xăng điện tử FE nữa. Nên mình nếu mà so sánh với lại phân khúc trong xe tầm khoảng 30 triệu mà phổ thông á thì MBZ1 này vẫn là ngon. Nói về độ phấn khích bất ngờ khi anh em vặn ga trên BZ1 này thật sự là không có. Nhưng BZ1 vẫn đem lại cho mình cái cảm giác vui khi mình đi phố và sẽ không cảm thấy ì ạch khi mà tải mình với khối lượng là hơn 90kg qua các địa hình gồ ghề. Thậm chí anh em chúng ta có thể leo lề, leo dốc rất là thoải mái đối với lại BZ1 này. Và đặc biệt thì anh em sẽ có cái sức kéo rất là sớm, tầm khoảng 5.500 vòng trên phút. Nên cái việc mà anh em vượt xe hay là anh em chúng ta đi qua cầu á thì nó cũng cho mình cái cảm giác thoải mái nữa. Có một cái điểm mà mình cảm thấy thích thú ở trên BZ1 này, đó chính là về khoảng sàn gầm. Tuy là mẫu xe phân khúc phổ thông thôi, nhưng mà khoảng sàn gầm lên đến 190mm, một con số cực kỳ ấn tượng để cho anh em có thể chinh phục các địa hình nhỏ gọn như là leo suối hay là anh em vượt qua những cái chuyến đi ngoằn ngoèo. Và thay vào đó, nếu mà anh em đi phố thì chúng ta sẽ leo lề, cảm thấy tự tin hơn, thoải mái hơn. Và chúng ta sẽ dắt xe vào nhà. Nhà anh em nào chúng ta có G cao á thì nó sẽ không có cần lo nghĩ gì hết. Kế bên thì chúng ta sẽ có hệ thống ống xả được thiết kế vuốt nhọn ở phía sau đuôi. Nhìn khá là giống với lại Jupiter, nhưng mà cái phần ống xả này nó sẽ cao hơn Sirius một tí, giúp cho anh em chúng ta đi qua đường mà nếu ngập á thì nó sẽ nước không dễ vào ống bô. Nhưng mình thấy thiết kế này vẫn chưa đã anh em. Nếu mà ống xả chúng ta được nâng cao lên mà làm vắt ngang nữa thì nó sẽ trông hầm hố hơn rất là nhiều và đẹp mắt nữa. Bô chỉ là một cái phần nhỏ thôi anh em, điểm mà thu hút mình nhiều nhất cũng như là gây sự chú ý khi mà anh em chúng ta chạy chiếc xe này ngoài đường, đó chính là về tổng thể thiết kế của MBZ1. Thân hình được thiết kế gọn gàng từ trước ra sau luôn. Đây là một yếu tố để dễ dàng tiếp cận tới khách hàng của Việt Nam. Trên xe thì có ít chi tiết nhựa, hầu như để lộ các chi tiết bên trong ra ngoài như là động cơ nè, phần ở phía sau, để làm cho xe nó toát vẻ lên cơ bắp hơn, thể thao hơn. Các chi tiết nhựa cứng mình thấy ở đây là mỏ dè nè, hai cái yếm sườn và hai cái yếm bên hông của xe. Và chúng ta sẽ có 6 phiên bản màu để cho anh em chúng ta có thể tùy chọn. Thứ nhất là màu đen, thứ hai màu cam, thứ ba màu xanh dương, thứ tư là màu nâu, thứ năm là màu vàng và thứ sáu là màu xanh rêu, để anh em có thể dễ dàng và lựa chọn ha.
Và ngoài ra mình thấy ở trên MPC One này vẫn có một số chi tiết nhựa nhám nữa. Trang bị trên MPC One này thì mình cảm thấy cũng cơ bản thôi, như là đèn halogen nè, đồng hồ cơ, rồi anh em sẽ sạc khóa chìa, đổ xăng thì chúng ta sẽ dưới yên. Và tất nhiên thì những cái dòng xe mà underbone như kiểu này thì cái phần cốp hầu như là không có, hoặc là có mà rất là không gian rất là ít để cho anh em chúng ta có thể đựng đồ. Nhưng mà nói về thiết kế của những cái trang bị này thì mình cảm thấy là rất là bắt mắt. Như là phía trước tuy là đèn halogen thôi nhưng mà anh em sẽ thiết kế kiểu dạng tròn. Ở thiết kế này làm mình quen mắt và liên tưởng đến cái đèn anh XSR155 mà Yamaha vừa cho ra mắt cách đây không lâu, rất được bán chạy và được người Việt Nam chúng ta ưa dùng trước đó. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có cụm đồng hồ thiết kế giữa hình tròn và hình cầu được tích hợp với nhau, bắt mắt hơn khi mà chúng ta chạy xe. Và có mình thấy có một chi tiết á, hình như là để tăng thêm cái giá trị của chiếc xe, khi mà phần yên của MPC One này được làm rất là mềm và được làm lớp da màu nâu. Nếu mà chúng ta nhìn phối với lại đồng hồ nè, với đèn nè, nó tạo ra một cái cảm giác sang trọng và cổ điển. Cái phần yên thì chúng ta sẽ được làm dạng hai mảng, phía sau thì chúng ta sẽ làm dạng kiểu rời ra. Nếu mà anh em chúng ta chuẩn bị một chuyến đi Đà Lạt mà vẫn chưa có người yêu á, thì anh em có thể kết tâm cái yên sau thành một cái ba ga để anh em có thể chở nhiều đồ đạc hơn, và chúng ta sẽ dễ ràng móc hơn rất là nhiều. Ít ra thì anh em vẫn cô đơn nhưng mà yên sau nó vẫn còn có tác dụng. Phía sau nữa thì chúng ta sẽ có một cái ba ga giắt được thiết kế tròn, liền mặt với xe, tạo cảm giác cứng cáp để anh em chúng ta có thể dẫn dắt và chúng ta nhích xe. Không chỉ thế, để giúp cho anh em chúng ta chinh phục mọi địa hình thì MPC One này đã trang bị sẵn cặp lớp gai rất là to để anh em có thể bám đường hơn. Kèm theo thì chúng ta sẽ có cái đường kính lớp rất là dày và cái hành trình phục rất là dài, tầm khoảng 130mm, giúp cho anh em chúng ta qua mọi địa hình sẽ êm ái hơn rất là nhiều, sẽ bị ít rung lắc ở cái phần tay lái, giúp cho anh em đi thoải mái hơn khi mà chúng ta chinh phục những cái địa hình mới. Phía trong thì chúng ta sẽ được trang bị là bánh căm 16 inch, kèm theo đó chúng ta sẽ có phanh đĩa đơn heo một bít, giúp cho anh em xử lý các tình huống an toàn hơn và tự tin hơn rất là nhiều. Ở phía sau thì chúng ta sẽ trang bị là phục đôi rất là mềm, giúp cho anh em đi êm ái. Và phần phía sau thì các chi tiết chúng ta được làm rõ ra bên ngoài để giúp cho anh em chúng ta dễ dàng vệ sinh sau một chuyến đi cái vùng đất mới, khám phá địa hình mới. Trên đây là đánh giá chi tiết của MPC One mà Yamaha mới vừa cho ra mắt. Anh em cảm thấy như thế nào về em này? Chỉ loanh quanh tầm khoảng 30 triệu thôi mà giúp cho anh em chúng ta vừa đi phố vừa đi địa hình được, với thiết kế cực kỳ lạ mắt. Anh em đừng quên nhấn like, subscribe kênh Monomoto. Mình sẽ quay thêm nhiều mẫu xe mới, nhiều chi tiết mới gửi đến anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.